Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Shinkun Senpai đây. Nói chung là mình sẽ đặt tên ngắn gọi là Shinkun thế ha. Hôm nay tớ sẽ reaction về bạn... À không, mình sẽ reaction về cái gì rồi nhỉ? Anh Zaki đi ha. Chúng ta sẽ reaction về anh Zaki này. Không biết là bạn nào đã xem được thứ gì ta. Mà thôi, vía sinh anh này cũng chán lắm rồi. Vía sinh ai bây giờ nhỉ? Hay là Minana ta? Minana. Úi, lộn. Ok. Chào em. Xin chào. Ê, 3 giờ anh còn chưa ngủ. Từ từ về em biết bao nhiêu cho đủ. Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay. Nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng trên. Wow, đẹp trai dữ ta. Chào đồng chí, sao anh lại lên chỗ này? Tôi bị rơi từ trên cao xuống. Thế còn anh? Là mụ vợ tôi, mụ dám ngoại tình lúc tôi đi vắng. Tôi xông vào định bắt quả tang, nhưng tìm không ra nó. Tức quá, tôi bèn vứt cái tủ quần áo của mụ xuống từ tầng 8. Ai dè bất tà rơi theo. Tôi là thằng trong tủ đó. Còn tôi bị cái tủ rơi trúng đầu. Nhưng mà em thề là em không có gì để mặc thật. Bộ bên phải chỉ mặc khi đi làm. Bộ bên trái mặc khi đi xem phim. Bộ bên trên khi nào phải đi trộm chó. Đi cướp ngân hàng. Dịch cúm rồi à, phải đeo khẩu trang anh em ạ. À. Mặc dù đeo khẩu trang nhưng vẫn đẹp trai. Đẹp trai thì người có những chắc nhìn là chắc là bạn này là tên là Minana nè. Hay thế. À, xin lỗi các bạn nha, mình cũng muốn thông báo cho các bạn là chúng ta đang nghỉ mùa dịch đúng không? Thì tớ cũng đang học bài này nhưng mà đây là lần đầu tiên tớ quay video cho các cậu xem, cho nên là có gì thì các cậu cứ bảo mình nha, để mình làm thử thách gì đó cũng được hơn đi. Yên tâm, mình làm trong gacha live. Chiều cao vừa tròn. Ê, lần này bắt trên mày thả tao từ từ đúng như mày. Lần trước mày thả tao muốn kỹ sinh sống luôn vậy. Rồi rồi, lần này tao thả nhẹ lắm, yên tâm đi. Rồi, nhỏ quá. Khéo cảm ứng. Ôi dồi ôi, bay thiên thần đi. Mày là bay. Rồi chứ đi. Em là cô gái đi giày đỏ, bỏ cả thế giới nhỏ để theo anh. Nhưng đến một ngày em sẽ đi giày xanh, bởi vì không còn coi anh là cả thế giới nữa. Các bạn nhớ. À đúng rồi, mình muốn nói là các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn nhấn like, share, subscribe và đăng ký ủng hộ mình nhé. Đó.
ấy bệnh virus các kiểu đấy chưa, cho đáng trừ cho trừ nhé. À đúng rồi, thì mấy bạn là thì mấy bạn cứ xem đi nhá, thì mình đi học đây, nếu mà các bạn có thắc mắc gì cứ bảo mình nhé. Rồi các bạn cứ xem đi, nếu mà để khi mà mình làm bài xong rồi quay lại nhé. Ồ các bạn cứ xem nhá. Được không? Được muộn rồi mày hả chị? Được là được thế nào? Hỏi không chỉ mà được là được thế nào? Mày sống cũng vừa vừa phải phải thôi. Mày ác cũng vừa vừa phải phải thôi. Hỏi lần nữa là tao tan trong mặt mày nha. Không giúp thì thôi, đừng ngoáy vào nỗi đau của tao nha. Ê, xong vô tắm luôn nè. Thôi tao không tắm đâu. Sao vậy? Tao sợ dơ cục xà bông. Tao mày bị điên à? Người mày không thể dơm dơ sực vào bông. Ờ ha. Ờ không được. Sao vậy? Rồi tao vô với tao mày tắm chung hả? Mày điên quá, có mặc đồ mà. Ông bà là ông ghê gây. Quá nó chịu nhân vối mày. Chú. Con trai chú. Hạnh ngon. Thằng nào chú cần con dâu á. Nhớ con. Thôi nha mày né nó ra nha, nha. Thằng con trai xanh bước bên trường, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về con. Bà kế bài để bà để lúc nào mà mình làm xong mối thì mình sẽ quay tiếp nhá.